chắc là quý vị biết trong những ngày qua thì mọi người đều quan tâm đến rất nhiều về một trong những cái sự kiện mà chúng ta gọi là dịch viêm phổi tràn lan ở tại Hoa Kỳ. Và hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi qua một cái công việc mà những người dân thành phố Westminster tiêu biểu cho thủ đô của người tị nạn lại phải đối diện vào ngày 7 tháng 4 sắp đến. Và hôm nay trong chương trình chúng tôi xin rất trân trọng giới thiệu đến quý vị luật sư Đỗ Phú. Chắc quý vị đã từng biết luật sư Đỗ Phú, thành ra chúng tôi cũng không muốn để nhiều thời giờ. Và kế bên cạnh đó là luật sư Remington Power, là một trong những vị luật sư hiện nay đang hành nghề cho công ty xe hơi Honda. Nice to meet you and xin gửi lời chào tonight đến luật sư Đỗ Hữu. Vâng, xin kính chào quý vị, chào luật sư Jameson Power. Thưa luật sư, chắc là chúng ta nói tiếng Việt và luật sư có điều kiện thì giúp cho luật sư Jameson Power hiểu được tất cả những cái luật mà ông thống đốc vừa ban hành ra, thì tất cả mọi người nếu không chấp hành thì có bị một cái hình phạt hoặc là một cái án lệnh gì không thưa luật sư, và cái điều tất từ mọi người đều phải bắt buộc tuân theo hay sao thưa luật sư? Vâng, I understand that Mr. Jameson Power here is a candidate for City Council of Westminster. Ông Jameson Power đang ứng cử cho chức vụ về vấn đề mà council member, tức là nghị viên thành phố Westminster, để thay thế những người đang bị bãi nhiệm. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời luật sư Jameson Power lên. I am glad to invite Mr. Power coming over and discuss, you know, his understanding, because he will soon, maybe, you know, very likelihood that he will be our city council member. Điều đó có nghĩa rằng trong tương lai, theo như lời luật sư Đỗ Phú nói, thì ông luật sư Remington Power sẽ trở thành nghị viên của thành phố Westminster. Nếu mà trong cái kỳ bầu cử này mà ông được tín nhiệm đông, mà tôi nghĩ là rất nhiều người ủng hộ luật sư Remington Power, tại vì ông ta là một gương mặt rất quen thuộc của cộng đồng chúng ta. He's a familiar face with the community. His wife speaks Vietnamese, so he learned Vietnamese too, you know. Và bà xã của anh Remington Power là người gốc Việt, cho nên he eats a lot of nước mắm, so I'm sure he eats a lot of fish sauce. So I'm sure he understands the culture, and then he represent, you know, he will represent the people of the city of Westminster very effectively. Và tôi nghĩ rằng anh Jameson Power sẽ là một người đại diện cho cộng đồng của chúng ta, nhất là những cư dân thành phố Westminster một cách xứng đáng. Cho nên trong cái chiều hướng đó thì tôi chắc chắn là anh ta nghĩ rất nhiều về những cái coronavirus, cũng như về những cái vấn nạn của thành phố Westminster nói chung. Chúng ta cũng biết thành phố Westminster bị rất nhiều cái chuyện mà thị phi trong đó. Nó đưa ra từ những chuyện phe đảng, from you know, they gang up on each other, there are certain issue mà những người trong cộng đồng không giải quyết được, những người trong nghị viên không giải quyết được. Cho nên đưa đến chuyện những người này đã bị bãi nhiệm, đưa đến chuyện bãi nhiệm. Thưa luật sư cho phép tôi trình bày với luật sư, chương trình của chúng tôi hôm nay gửi đến quý vị tất cả những cái dự kiện ở trong tuần đối với cộng đồng người Việt của chúng ta. Bên cạnh đó thì tất cả những khách mời của chúng tôi, họ có điều kiện để trình bày tất cả những gì theo quan điểm của họ và lập trường của họ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không quên mời tất cả những thành viên của Hội đồng thành phố Westminster đến để cùng với cái chương trình này. Tuy nhiên đến bây giờ thì chúng tôi đã gửi tất cả những cái message đến với ông Tạ Đức Trí, thị trưởng, cũng như là một trong những thành viên quan trọng trong những người mà hiện nay đang đứng về phía bị bãi nhiệm. Và nhưng trên này thì chúng tôi cũng không nhận được câu trả lời. Bởi vậy chúng tôi một lần nữa tôn trọng tất cả ý kiến của quý vị, và chúng tôi chỉ mong làm sao quý vị không có cái vấn đề tấn công cá nhân là cái điều mà chúng tôi và đường lối của chương trình đại xét chúng tôi không có chấp nhận điều đó. Thưa, cảm ơn luật sư. Vâng, chúng ta là không có tấn công, giờ chúng ta nói vấn đề thôi. Yeah. Và vấn đề nó mới có cuộc bãi nhiệm. Nó bãi nhiệm là đã có vấn đề rồi. Yeah. When we talk about recall, this means there's a problem already. I try to remain, you know, mình không có attack, mình tấn công ai, nhưng mà we already have a problem, bởi vậy có cái bầu cử. Thì trong cái bầu cử này thì chúng ta có những candidate. Yeah. Và ông Jameson Power, what do you think about the city Westminster should do as a city council member, supposedly, if you get elected right now and you are the city council member? Yeah, but before you go to the, you know, the question from the Mr. Dofu, I want to ask you, so what's going on from the governor, just, you know, the issues of order, you know, everybody must stay home. If somehow step out and doing something outside, do they get in trouble? Mm. So we have a shelter in place order that was issued by Governor Gavin Newsom. And essentially what it means is you should be staying home to protect yourself and your family members, unless you have to do something essential. And essential can mean you needed to go get food, you need to go to a medical appointment. Then it is fine to leave your home, but you need to make sure when you do to keep that social distancing of 6 feet. Again, it's to protect yourself and to protect your family.
Chắc quý vị đã biết lệnh của thống đốc tiểu bang ông Gavin Newsom đã đưa ra, và ông đã đưa cho tất cả các người mà không gia cư, không có nghề nghiệp và không có nơi ở đi đến những cái nơi shelter, những cái trại tạm cư để ở. Và bên cạnh này thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái luật mà yêu cầu mọi người phải ở trong nhà, vì đó là cái cách an toàn để bảo vệ tính mạng và đời sống của quý vị. Mà khi quý vị có những cái điều kiện mà chúng tôi gọi là cần thiết, ví dụ như quý vị phải đi mua thức ăn cho quý vị cần phải đi khám bệnh, tất cả những cái gì cần thiết cho quý vị thì quý vị có thể đi ra ngoài. Tuy nhiên quý vị vẫn phải giữ vững một cái khoảng cách, đó là 6 feet, cả khoảng gần 2 thước. Đó là những gì mà chúng tôi muốn hai luật sư hôm nay gửi đến quý vị. Bây giờ trở lại cái câu hỏi. Now you can go back, you know, the... Sure. So, right now Westminster is in a crisis. And it's a crisis that has many parts. It's a financial crisis because the city is on the verge of bankruptcy yet again because of fiscal mismanagement. It's a crisis of corruption. We have council members that are only there for their own self-interest and not really to benefit the community. We have a crisis of homelessness. We have a crime crisis. And all of these things are happening, and there is no plan or vision on how to move the city forward and to overcome all of the challenges that we have right now. Kính thưa quý vị, luật sư Gemma Power cũng là một trong những ứng cử viên cho chức vụ nghị viên của thành phố Westminster, và ông nói rằng thành phố Westminster chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa cần phải thay đổi. Vì sao chúng ta phải thay đổi? Vì là ông cho rằng là thành phố đã có thể nói rằng đến một cái tình trạng bankruptcy, là tự nhiên là bị phá sản. Kế đến tất cả những cái công việc của một vài nghị viên có liên quan đến vấn đề tham nhũng. Là vì sao tham nhũng? Vì họ đã có những cái vấn đề lợi ích cá nhân của họ lên trên hết và dành tất cả những cái mọi sự ưu đãi cho họ. Bên cạnh đó thì chúng ta không có một cái tương lai gì để đưa cái thành phố này trở lại sinh hoạt có thể nói như những thành phố khác. Và đồng thời chúng ta cần phải có một cái đường hướng làm sao để thay đổi thành phố. Thưa luật sư Đậu Phụ vừa nghe những cái lời mà ông luật sư Jamison Powell cũng là một ứng cử viên cho cái chức vụ đó. Luật sư nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ là chuyện đầu tiên mà ông Jamison nói đúng đó là anh nói là về vấn đề homelessness. Yeah. Tức là những người vô gia cư mà họ tới thành phố, tại vì tất cả những cơ sở thương mại ở thành phố Westminster đều bị cái vấn nạn đó cả. Tôi nói chung là thành phố Westminster bị rất nhiều. Thứ nhì nữa là cái vấn đề tài chính của thành phố Westminster là một cái vấn nạn rất là lớn. Không thấy các người mà đang đương nhiệm họ đưa ra một vấn đề nào cả dĩ có thể giải quyết được những cái vấn nạn về vấn đề tài chính của thành phố Westminster. Cho nên trong cái chiều hướng đó tôi nghĩ là chúng ta cần có một cái bo mới. Tại vì khi mà một cái công ty mà nếu mà... Nhưng mà nếu bo mới thì phải trước tiên là phải làm cái điều gì trước? Cái bo mới tôi nghĩ là chuyện đầu tiên là phải có accounting ngồi lại để không, coi cái nhưng fiscal. Mà trước khi mà có cái vấn đề mà kiểm soát để tạo nên những thành viên mới thì cái hội đồng thành phố này phải như thế nào? Bây giờ mình trả lại một công ty. Một công ty nếu mà cái chuyện đầu tiên mà cái người mà executive officer hoặc là cái bo làm không được đó thì các cổ động viên đó, cổ đông đó, họ phải đuổi mấy người mà trên bo trước cái đã. Tuy nhiên là luật sư đồng tình với vấn đề bãi nhiệm. Tôi nói là chúng ta thấy là cái chuyện bãi nhiệm này là chuyện nên làm. Nên làm. Vâng. Tôi nghĩ là chuyện nên làm. Và nói là đồng tình đó thì đúng, tôi nghĩ là chúng ta phải có một luồng gió mới. Yeah. Tôi nghĩ là chúng ta nên có luồng gió mới. Để cái luồng gió đó vô họ có thể thay đổi được thành phố. Tại vì ở Hoa Kỳ này mình không có đánh nhau, mình không có dùng súng bắn nhau, nhưng mà mình có cách mạng. Đó là dân chủ. Đó là một hình thức rất là dân chủ. Nếu mà quý vị cảm thấy cái thành phần mà đang đại diện cho mình, dân cử đại diện cho mình, họ không làm tròn trách nhiệm, mình có quyền mình bãi nhiệm họ. If you see that the people, it's a right of a democratic country. If you see people don't represent your right, your interest, you have that right to remove that person. Just like you work for a company or you own stock of the company, you remove the board of director. And khi mà mình remove họ như vậy là mình nói lên tiếng nói của mình. Tôi không đồng ý và tôi nghĩ rằng làm việc không được. Oh, thưa luật sư, I want to ask you a question. You what your language? You have to mention, you know, the bankruptcy. You have to mention, you know, corruption. You know, something. How you know that, and sure. Why you can mention like that? Sure. So, first of all, we have to look at why we are having all these problems in Westminster. Number one, when you look at the fiscal situation, the city has been sued over and over and over again over the past 5 to 6 years. And each time they are sued, the city council has paid out hundreds and hundreds of thousands of dollars in settlements. That's taxpayer money, the money that we pay to the city. And what that has done is instead of fighting some of these lawsuits that are more on the frivolous side, by paying out settlements, you're encouraging the same attorney to keep filing another lawsuit and another lawsuit. And in fact, it's the very same attorney that keeps filing these lawsuits. And the city keeps spending money, money, money. And now the city, again, is on the verge of bankruptcy.
we need an attorney on the council who understands how litigation works and knows how to fight these types of lawsuits. Việc trước tiên tôi hỏi ông luật sư Jamison Power về vấn đề ông cẩn thận về cái ngôn ngữ mà cái những cái lời ông vừa mới nói ra về vấn đề là thành phố phải đối diện với một cơn khủng hoảng và bankruptcy. Thì ông trả lời rằng chắc quý vị đã biết trong 5 năm qua thành phố cứ đối diện tất cả những cái vụ thưa kiện này đến vụ thưa kiện khác mà chúng ta phải đưa trả cho tất cả những người thưa kiện và để negotiate với họ từ 100,000 này đến 100,000 khác. Bởi thế đây là một sự kiện cần phải có một người luật sư am hiểu luật sư, am hiểu luật lệ để ở trong thành phố nhằm giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta đang mắc phải. Đây là cái việc đầu tiên mà chúng tôi thấy rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi trong vấn đề này. Quý vị đang cùng với chúng tôi đặc biệt hôm nay có luật sư Jamison Power và luật sư Đỗ Phủ để cùng đến với chúng tôi qua chương trình Người Việt trong tuần. Và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đặc biệt đến những gì mà thành phố phải đối diện vào ngày 7 tháng 4 tới đây. Và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát. Quý vị, chắc là quý vị đã đồng tình với chúng tôi ngày nay hiện tượng vấn đề tham nhũng là một trong những cái sự kiện mà được rất nhiều người nói đến. Bởi thế, what you thinking about, you know, the corruption? So, the council is doing a number of things that I find very troubling. You have council members appointing each other's children to paid political positions so that they are enriching themselves from their position on the council. I think that is wrong. They're there to serve us, not to give jobs to their family and pocket our money. And so that's one thing I've seen. A way we can address that is by having an anti-nepotism policy, meaning you can't appoint your children to a job in the city so that they can get paid for that. Chắc phải nhờ luật sư, tại luật sư là luật sư tâm hiểu nhiều luật thì luật sư dạy nghĩa cái này. Anh Jamison vừa mới đề nghị là chúng ta thành phố, nếu anh là người city council đó, anh ra một cái luật. Là chúng ta cũng biết là hiện giờ đó ở City Council, ở nghị viên đó có cái chuyện là người này apply, tức là bổ nhiệm con của người kia cũng trong nghị viên làm một cái chức vụ ở trong thành phố. Coi như là trao đổi với nhau. Trao đổi với nhau. Ví dụ như con tôi thì làm commissioner cho anh, con anh làm commissioner cho tôi. Ừ. Tức là có cái sự trao đổi trong đó, là người trong gia đình mà con trực hệ đó làm việc cho nhau. Thì nếu mà là City Council, nếu mà anh Jamison anh đắc cử đó, thì anh ra một cái luật là chống lại cái chuyện mà có con cái trực thuộc trong cái chuyện mà làm cho nhau. Yeah. Để anh giới hạn được cái chuyện đó. Nhất là những cái chức vụ mà có một chút xíu quyền lực ở trong đó, tiền bạc ở trong đó, thì nó dễ đưa đến những cái chuyện mà bị hối lộ lắm. Tại vì nó nhìn nó không có hay. Cho nên trong trường hợp đó mình có thể ra một cái luật của thành phố là không chống lại, không cho bổ nhiệm con cái của nhau để làm chức vụ. Thì tôi nghĩ như vậy mình có thể mình tránh được phần nào cái nhìn vô để người ta nhìn mình bảo là mình lợi dụng chức vụ. Thế thưa luật sư, luôn tiện đây thì cho tôi hỏi luật sư, trong cái trường hợp như thế này thì luật sư nghĩ như thế nào? I want to mention the case, you know, I am the reporter for on the newspaper, on television. If they appoint me, you know, to for the commissioner, plan commissioner, and how I can do a both job, mm-hmm. How I can report and how I can do because they appoint for me. Exactly. Tôi muốn nói đến một trong những sự kiện mà đã xảy ra ở tại thành phố Westminster. Tôi định hỏi luật sư Đỗ Phủ cũng giống như luật sư Jamison về vấn đề bổ nhiệm những thành viên trong cái hội đồng như là ban là gọi là ủy viên kế hoạch. Ví dụ như tôi là một phóng viên, tôi là một người viết cho một tờ báo, cho một đài truyền hình, bổ nhiệm tôi vào một cái chức vụ là Commissioner of the Plan, tất nhiên là ủy viên kế hoạch. Thì làm sao mà tôi có thể đến trước cái phiên họp của thành phố hay là tôi biết tất cả những gì thành phố để tôi có thể viết một cái bài trong sạch được? Cái điều đó có thể, tôi không nói là họ viết sai, nhưng mà cái điều đó nó có conflict với cái công việc không thưa luật sư? Tôi nghĩ là cái viết sai hay là cái bản báo cáo là anh đều nghe được hết á. Yeah. Nhưng mà nói cái chuyện mà khi mà mình có những cái bản báo cáo mà mình biết rằng cái người kia cùng phe với mình đó, thì cái phiếu bầu á, mình đã biết trước rồi. So especially it's important is if you know your co-council member or commissioner, especially my son, gonna vote already. So you already know that you got a winning vote. That's a corruption. Đó là vấn đề mà cái nhìn vô là cái vấn đề mà xảy ra nó có thể nằm ở đó. Yeah. So what else you want to mention today?
The other thing on the corruption is we had a former police chief who made a lot of allegations about the council that they give special treatment and do special favors for people that give them a lot of campaign contributions. So the way I want to address that situation to give confidence to the people is to enact campaign contribution limits. So there is a maximum amount someone can give a council member when they're running for office so that they're not being bought by people. And also I'd like to see term limits, meaning that when these politicians, these council members stay in office for 10, 20 years, they get corrupt, they get comfortable. They start to, you know, walk around like they own the city. You need new people to come in to have new ideas and also to make sure that there's not that corruption by someone staying there too long. Là như nhìn trong tất cả những cái bản báo cáo vừa qua mà tôi đọc được thì đó là lời của ông luật sư Jamison Powell. Ông nói rằng cái người cựu cảnh sát viên của thành phố đã cho thấy rằng là có những cái vấn đề đối xử khác hẳn với những người đã đóng tiền nhiều cho những vị nghị viên hoặc là thị trưởng của thành phố Westminster và những cái người mà đóng góp cho những cái chương trình tranh cử đó, thì làm sao mà có thể giữ vững được cái tinh thần trung lập được. Bởi thế khi tôi được trở thành một trong những nghị viên thì tôi muốn đề nghị một vài cái limit lại cái số tiền mà tất cả những người đó có thể đóng góp cho những chương trình tranh cử của những người thành viên trong hội đồng thành phố. Và bên cạnh đó thì giới hạn lại cái thời gian một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ, ba nhiệm kỳ, vì không thể để một người mà cứ ngồi lâu như vậy thì chắc là quý vị dễ tạo cho họ có những cái điều kiện tham nhũng hơn. Luật sư còn có gì mà những cái vấn đề mà tài chính đó, yeah, là hiện giờ thành phố chúng ta không có giới hạn là được đóng góp bao nhiêu. Yeah. Nhiều cái chức vụ khác đều có cái giới hạn của nó, và vấn đề mà đóng như tổng thống cũng có, yeah, giới hạn. Ngoại trừ anh làm những gọi là những cái hội nó gọi là đặc biệt để, yeah, ủng hộ vị candidate của nó, mà nó có những cái luật riêng của nó để nó chi phối. Cho nên đó là một những cái mà ông Jamison Powell muốn thành cái luật của thành phố, là giới hạn là số tiền đóng góp, không phải là vô hạn định. Thứ nhì nữa là cái term limit, tức là cái chuyện mà người ta lên làm nghị viên hoặc lên làm gọi như là ông thị trưởng đó, thì sẽ có cái thời gian giới hạn lại, chẳng hạn như là 3 nhiệm kỳ thôi, yeah, 2 nhiệm kỳ thôi, sau đó phải đi xuống, không được liên tục. Để, yeah, chi vậy? Để chúng ta có những idea mới, có những cái khía cạnh mới, và làm cho người ta không có tham quyền cố vị ở đó hoài. Tại vì sống lâu lâu thì lên lão làng, dễ bị cái chuyện mình tưởng tượng mình là vua lắm. Cho nên nó có những cái sự giới hạn nó để nó tránh cái chuyện độc tài xảy ra. Yeah, we love democracy, you know. However, currently, the situation of the Westminster City look like the fighting, get in trouble and divide the people. What do you think about that? I do think right now there's a lot of serious issues facing Westminster, and because there doesn't seem to be serious solutions being put forward, it's causing a lot of tension. I think I'm a good candidate to try to bring peace to the city. You know, I may not be Vietnamese and I may not speak it very well, but my wife is Vietnamese, my kids are Vietnamese, they speak. And more importantly, I've already shown I'm committed to the Vietnamese culture and language. When I was I'm on the Westminster School Board now, I was the board member that proposed starting the Vietnamese English dual immersion program so our kids can learn about their Vietnamese culture, their history, their language in public school for free. That was my idea, and it's because I value it so much because of my own family. So I think I'm the perfect person to bridge the divide. Thưa luật sư, chắc phải bởi luật sư. Vâng, anh Jamison Power là hiện giờ đang làm chức vụ là ủy viên của giáo dục của thành phố Westminster. Và anh ta là người, gia đình của anh là vợ anh là người gốc Việt, con anh cũng là gốc Việt. Cho nên cái người mà mang chương trình dạy tiếng Việt vô trong học khu ở Westminster là chính là anh Jamison Power. Tại vì anh hiểu được cái vấn đề văn hóa của người gốc Việt. Cái vấn đề chúng ta là chúng ta không có phải là cái người Việt bây giờ không có dễ chuyện gì mà dùng mỹ danh đó, là người Việt bầu cho người Việt. Cái vấn đề màu da sắc tộc không có quan trọng. Vấn đề ai làm được, vì chúng ta thấy rõ ràng anh Jamison Power là một người da trắng. Nhưng mà anh ta có những cái văn hóa của người gốc Việt, tại vì cái đó là chuyện anh ta thấy nên làm và anh ta vẫn làm. Và anh ta đưa cái đó ra thành một cái vấn đề mà tiêu biểu giáo dục. Và chúng ta, quý vị nó có con đi học Westminster biết là cái chương trình tiếng Việt có ở đó. So, you know, the Vietnamese community has grown up. We don't vote for someone because they're merely Vietnamese. They vote for someone, what can that person do for me? We don't discriminate. We think that if a person can do advance a certain groups, right, communities, right, we vote for that person. And, you know, example is Mr. Power here. Yeah. You know, he's Caucasian, but he understands the culture. He understands the culture of the Vietnamese American. That's most important. It's not about his race. Some people are Vietnamese, but
go against the Vietnamese community's interest. Yeah, thank you so much, Mr. Jamison Power. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình Người Việt trong tuần, và trong chốc lát chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến ngày 7 tháng 4, ngày gọi là Record Day. Thưa quý vị, trong những ngày cuối tuần, vào một trong những cái thời điểm mà chúng ta đang gặp khó khăn với là dịch viêm phổi, thì quý vị cho phép chúng tôi cũng dành thời giờ về đây là câu chuyện của người Việt chúng ta để nói đến một trong những sự kiện rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề Record vào ngày 7 tháng 4 tới đây. Thưa luật sư Đỗ Phủ, bây giờ thì chúng tôi muốn dành cái phần thời gian này để luật sư cùng với luật sư Jamison trao đổi về những gì liên quan đến vấn đề gọi là ngày Record 7 tháng 4 đến đây, thưa luật sư. Dạ vâng, một trong những chuyện rất quan trọng trong cái phiếu bầu đó, nó sẽ hiện ra the ballot's gonna have number one is the Record, right? Yes or no? Trong vấn đề Record, mình đã bầu yes. Yes Record rồi. Cho nên quý vị, trong cái ballot nó sẽ hiện ra là có nên bãi nhiệm hay không? Thì câu trả lời quý vị sẽ là yes. Và nếu mà quý vị bãi nhiệm cái người đó thì quý vị có người nào khác được quý vị chọn mà quý vị nghĩ rằng xứng đáng hơn, then there'll be a second question saying who's gonna vote to replace that person. Cái người thứ nhì là người nào. Tôi hy vọng là quý vị đã có cái sự quyết định để chín chắn trong cái thời gian mà quý vị bầu cái chuyện mà bãi nhiệm này. Đây là một cái quyền của chúng ta và cái quyền mình nói lên, và cũng như là một cái sự nhắc nhở thức tỉnh với những người nào lên cầm quyền mà được nắm trong chức vị, là không phải cứ lên là lên làm vua đâu. Thế thưa luật sư vừa mới nói đây là cái cơ hội để cho mình thức tỉnh làm việc. Thế tại sao luật sư không nói vote no mà phải vote yes? Yes là mình đồng ý cái vấn đề mà mình yes on vấn đề. On nhiệm. Vấn đề là bãi nhiệm. Mình đồng ý bãi nhiệm trước. Yeah. Rồi sau khi mình đồng ý bãi nhiệm. Tại không, vì tôi muốn hỏi luật sư, thế tại sao luật sư không nói là mình không đồng ý bãi nhiệm? Nếu mình không đồng ý bãi nhiệm có nghĩa là mình nói là những người nào đang làm cho cộng đồng chúng ta mà cảm thấy mà nhìn vô là mình bị chia rẽ, bị hối lộ. Bị những cái chuyện mà tai tiếng xảy ra và nghĩ rằng là tại vì mình cộng đồng Việt Nam mới có, tức là họ nghĩ là họ coi thường cộng đồng Việt Nam quá, họ nghĩ là tại vì họ mới ăn công cho cộng đồng từ chuyện này tới chuyện nọ. Tôi nghĩ đó là một cái chuyện mà không có đúng, tại vì cái công sức của cái thành phố Washington mà có được cái bộ mặt tới ngày hôm nay là sự đóng góp của nhiều người, nhiều thành phần qua nhiều năm, chứ không phải chỉ có cái đám người đó thôi. Họ dùng cái đó là giống như mất cái đám người mà đang đại diện đó, là coi như là thành phố Washington không còn thành vị trí chống cộng nữa, cái đó là chụp mũ. Rất nhiều người chống cộng, rất nhiều người không thích cộng sản, nhưng mà có thể không đồng quan điểm với anh. Không phải tôi không đồng quan điểm với anh, tôi không phải cộng sản. So they are trying to put a head on other people, trying to slander them with, hey, you're not with me, you're communist. That's not right. That's not terrorist too. That's terrorist too. And I am, you know, anti-dictatorship. I don't like the communist system. And I don't agree with the current, you know, city council management policy. It doesn't mean I'm a communist. Cái đó là chuyện, hai chuyện nó khác nhau. Vâng. Now, Mr. Jamison Power, I want to ask you, why we have spent about $500,000 a tech dollar, you know? Why we don't wait for, you know, November, we got an election, you know, so they can vote new mayor, new council. Why we have to do right now, right away? I think the answer is really simple, because it's going to cost us more to keep the current council than it is for this election. We already know that it's costing us more than $500,000 in lawsuits that they pay out, in frivolous spending that they do. And I think the situation is only going to get worse because there is no plan to turn the city around, to change things, to start being responsible. And so to me, this is actually a bargain to get a new council that actually has forward thinking, that is going to work to make sure our city's economy is better and we get more tax revenue. It's, I think in the long run, it'll actually save us money. Tôi vừa mới hỏi ông Jamison Power, thế tại sao chúng ta không để chờ đến ngày tháng 11 tới đây có một cuộc bầu cử, rồi chúng ta có thể thay đổi người Ý, Ý dân ở đây thay đổi qua cái cuộc bầu phiếu vào cái tháng 11 tới đây, để chúng ta có thể tiết kiệm được một cái ngân sách gần tới $500,000 cho cuộc bầu cử này. Thì ông ta trả lời sao, thưa luật sư Đỗ Phú? Ông ta nói là cái chuyện mà để những người lại còn lại đó, họ nắm quyền, cái giá chúng ta sẽ trả nó cao hơn là số 500,000 này.
Kính thưa quý vị, ông nói rằng là như lời luật sư Đào Phụ vừa trình bày, kính thưa quý vị, cho dù chúng ta tốn tiền thuế của người dân, nhưng mà nếu quý vị để những cái người này chúng ta không thay đổi họ được và họ sẽ tiếp tục làm cái công việc này thì những cái hậu quả vấn đề tài chính nó còn nghiêm trọng hơn nữa. Now we have not much time. What do you want to tell the people? What should they do from now until to April 7th? Most importantly, please vote yes on the recall. It's very important to get new leadership that's going to help save our city. I of course would ask for your vote as a replacement candidate. So mark yes and then check my name. But most importantly, because of the coronavirus, this election has been converted into a vote by mail election. So it's very important that you either mail in your ballot on or before April 7th, or you drop it off at one of the designated ballot drop-box points. And I can talk about those. There's one at Korean Martyrs Catholic Center at 7655 Trask Avenue. There's one at Park West Park, 8301 West McFadden, and one at West County Professional and Medical Center, 14120 Beach Boulevard. So mail in those ballots before April 7th or drop them off in person. And whether you support the recall or not, it's very important you exercise your right to vote in our democracy. Không cần biết là quý vị có đồng ý không đồng ý, nhưng mà quan trọng nhất là tôi kêu gọi quý vị bầu yes, bãi nhiệm. Và quý vị phải đi bầu ngày hôm đó. Và nếu quý vị bầu á, thì quý vị có những cái địa điểm mà tôi vừa mới nêu ra để quý vị có cái tiếng nói về quyền đi bầu của quý vị. Vâng, thế thưa luật sư Đào Phủ, luật sư là một trong những vị luật sư hành nghề trong cộng đồng người Việt này đã lâu. Qua những cái diễn biến chính trị thì luật sư cũng theo dõi rất nhiều. Qua cái sự việc của thành phố Westminster, là một người trưởng thành trong những ngày tháng mà có thể nói thế hệ sau sẽ đứng lên đảm nhiệm cái chức vụ này, luật sư nghĩ sao về cái ngày bầu cử này? Bây giờ chuyện đầu tiên là cái thế hệ của tôi đó, là tôi cả đời từ nhỏ lớn ở Sài Gòn không ạ? Chưa bao giờ rời xa Sài Gòn. Hồi nhỏ đó là Sài Gòn lớn, mà lớn là Sài Gòn nhỏ. Chưa bao giờ rời xa Sài Gòn. I grew up in Sài Gòn. When I was young, I lived in Big Sài Gòn, and as I grew up, I lived in Little Sài Gòn. So my whole life in Sài Gòn, right? Never left Sài Gòn. So my perception of the our community is that we need young blood, we need new blood, we need people who understand the concern of the people to get into power and start making progressive change. Chúng ta cần những người mà hiểu về vấn đề. Anh luật sư Jameson Bauer là một người hiểu vấn đề và anh đa văn hóa. He's multicultural. He's exposed to at least two or three cultures. So I think a person like that, một người như vậy, đã sẽ có cái sự hiểu của chúng ta và sẽ tranh đấu cho quyền lợi của chúng ta một cách rất là hữu hiệu. Thưa luật sư, tôi đồng tình với luật sư về tất cả những gì mà luật sư vừa nêu ra. Nhưng luật sư có nào nghĩ rằng cái sự kiện này sau ngày cái bầu cử mùng 7 tháng 4 tạo nên một cái thế phân hóa ở trong cái cộng đồng, đặc biệt là trong thành phố Westminster không, thưa luật sư? Nước Mỹ đâu có một đảng đâu anh. Nước Mỹ cũng đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Thì cộng đồng cũng sẽ có hai người thích hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Cái đó không có nghĩa là mình phân hóa. Cái đó có nghĩa rằng là mình có những cái tư tưởng có thể đối nghịch nhau, nhưng mà chúng ta sẽ làm việc chung. And it doesn't mean that we're not united when we go against another person. Our country has at least two major parties, Republican and Democrat. Doesn't mean that the Democrat loves our country more than the Republican. Thank you. They both love our country. It's just that you have a perception of how to do the country, make the country better. I mean, we both love the country. Thank you. Mr. Jameson, you know, I want to ask you, does it matter vote no or vote yes? What you can imagine, you know, totally picture after April 7th? City divide, city cannot work together, or city will go up? I think it really depends on who are our council members after April 7th. If you elect the right people who are committed to uniting the community, then yes, I think the committee can move forward in a very positive direction. But I don't think the current council is the council that can do that. We've seen that they're just not capable of bringing people together. They demonize opponents. They don't try to understand where their opponents are coming from, or maybe try to, you know, find a compromise with them. Instead, they attack them, and that's wrong. And we need someone who really wants to work together with people to come up with ideas that will move the city forward. And I just don't see that with this council. Chắc phải nhờ luật sư Đào Phủ. Vâng, anh Jameson cũng nói là anh ta không thấy là những cái người mà còn tại chức đó, nếu mà chúng ta không bãi nhiệm họ, họ sẽ không mang thành phố tiến tới. Mà họ đi, họ nói xấu, họ miệt thị những người đối nghịch với họ.
chứ không phải là họ làm việc chung để đưa tới vấn đề mà có một kết quả chung cho thành phố. Cũng như vừa anh vừa mới nhắc xong là chúng ta là nước Mỹ, chúng ta có nhiều đảng lắm, hai đảng lớn, nhưng mà đôi lúc hai đảng phải làm việc với nhau, cái mối chung là làm sao cho nước Mỹ khá hơn. Vâng. Và đây là thành phố khá hơn. Vâng. Kính thưa quý vị, đó là câu trả lời của ông luật sư Jamison Powell khi tôi hỏi rằng nếu những cái sự kết quả sau ngày 7 tháng 4 liệu có đưa cái thành phố này đến một cái sự phân hóa và không có điều kiện, với dưới những hình nhận thức của ông thì ông nghĩ rằng thành phố có tiến lên hay không? Và câu trả lời vừa được luật sư Đỗ Phủ trả lời. Xin một lần nữa cảm ơn luật sư Jamison Powell đã dành thời giờ đến với chúng tôi, cũng giống như luật sư đến với chúng tôi qua cái chương trình đặc biệt là vấn đề bãi nhiệm thành phố Westminster. Và trong chốc lát chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề dịch viêm phổi hiện nay đang diễn ra tại quận Cam chúng ta. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với chương trình Người Việt trong tuần. Và phần cuối của chương trình hôm nay chúng tôi dành để quý vị có cơ hội hiểu biết về tất cả những gì liên quan đến dịch viêm phổi ngày hôm nay. Và thưa luật sư Đậu Phủ, chắc luật sư Đậu Phủ đã bắt được một cái đường dây với ông Hoàng Kiều. Và chúng tôi được biết ông Hoàng Kiều trong quá khứ là một người có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề test tất cả những gọi là ký sinh trùng, tất cả những virus, tất cả những cái bacteria. Thì ngoài ra ông Hoàng Kiều có một công ty làm về những cái sản phẩm gọi là chống những cái sự miễn nhiễm đó, để tăng cái sức đề kháng mình lên. Vâng, yeah. Và ông Hoàng Kiều cũng là một nhà tỷ phú mà khởi đầu bằng sự nghiệp testing trong lab nữa. Vâng. Cho nên tôi nghĩ những cái chuyện đóng góp của nhà tỷ phú Hoàng Kiều rất là có giá trị. Mà hiện giờ ông ta sẽ có những cái plan để đóng góp những cái chuyện chúng đang thiếu, những cái mặt nạ. Yeah. Của chúng ta mà ông Hoàng Kiều có những cái sample ở đây mà chúng tôi sẽ cho quý vị thấy và sẽ đóng cho thành phố đó. Yeah. Về những cái chuyện mà về coronavirus thì chúng tôi hân hạnh mời ông Hoàng Kiều để trình bày về cái vấn nạn này, và ông ta sẽ có những cái chuyện mà ông ta sẽ giúp đồng bào chúng ta ở quận Cam, tại vì giúp cả nước Mỹ thì ông Hoàng Kiều có tâm sự, ông giúp không kịp, không nổi. thưa ông Hoàng Kiều. Thưa ông Hoàng Kiều, ông có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi trong chương trình hôm nay về những cái kiến thức, về những sự kinh nghiệm của ông qua cái vấn đề mà có thể nói trắc nghiệm cũng như là test và thử nghiệm về tất cả những cái quá khứ của ông, thưa ông Hoàng Kiều. Vâng, như tôi đã trình bày rất rõ là tôi bắt đầu cái công việc của tôi tại Abbott Lab từ cái ngày tôi vào tới cái ngày tôi ra khỏi cái Abbott Lab. Đó là tôi chỉ chuyên môn một cái thử nghiệm về cái viêm gan loại B là những cái ngày mà đầu tiên. Và trong cái lúc thời gian tôi có đi học, coi như là đi học Abbott với để đi tham dự những cái cuộc nghiên cứu, những cuộc nói chuyện của cái ông Anthony Fauci đó, bây giờ là gọi là National Director the NIH. Okay. Bây giờ không nói nhiều về cái vấn đề đó nữa, bây giờ mình không có phải khoe khoang cái gì, nhưng mà cái vấn đề chính là Hoàng Kiều nói về cái vấn đề thử nghiệm. Thì trước khi làm một cái thử nghiệm gì, các bạn cần phải có một cái gọi là cái validation. Chẳng hạn như khi ông Michael Dow nói về cái test kit, tôi nói Michael Dow phải cẩn thận. Chẳng hạn như người ta nói positive là coi như là dương tính, là có thiệt dương tính không hay là dương tính giả. Cũng như âm tính có thể âm tính thiệt không. Khi một cái test mà CDC nó đưa ra như vậy và nó thử bằng cái kêu phương thức kêu là PCR, tức như là Polymerase Chain Reaction, là cái vấn đề trong đó cái con virus, và trong đó có nhiều cái mà tôi nói tôi khám phá ra tôi rất vui. Và ngày hôm nay tôi cũng nhờ anh Đỗ Phủ và Đoàn Trọng nói lại với tất cả của tôi 1.000 bệnh nhân ở dưới đó, 500 bệnh nhân ở San Jose, 500 bệnh nhân ở bên Houston, 500 bệnh nhân vùng Los Angeles Ventura đã cho tôi cái cơ hội này. Cái cơ hội bằng vàng này là các bạn đã hứa giúp đỡ, đã tham dự vào những cái chương trình bãi nhiệm bãi tùng lung tà la rồi. Bây giờ các bạn là cái người mà đã có được 600 cái kết quả, gồm cái gì? Gồm bệnh tiểu đường này, gồm bệnh coi như mỡ cao trong máu này, rồi viêm gan loại B này, viêm gan loại C,
và một cái nữa là thận mãn tính. Cái đó là một cái điều mà rất là Hoàng Kiều rất trân trọng, và các bạn sau này thế nào người Mỹ cũng là cảm ơn các bạn người Việt Nam. Thế thưa ông Hoàng Kiều, ông có cái kinh nghiệm của ông qua cái vấn đề test được Covid-19 như thế nào không thưa ông? Không, bây giờ tôi nói thử cái vấn đề Covid-19. Rồi bây giờ tôi đi thẳng vào cái vấn đề là coi như tôi test cái Covid-19. Cái test Covid-19 là bằng PCR. Và chúng tôi, các bạn cứ người nào đi cứ coi lên trên web của Westlake, kêu là Westlake Urgent Care, chúng tôi có quảng cáo đó, coi như có thử, nghe chưa? Và thử đó, tôi báo cho các bạn biết, bây giờ đó, tôi đã được 60 ca. Trong 60 ca đó đều positive hết, và trong 40 ca đã có kết quả là coi như là đi dương tính, mà từ cái macro, tất nhiên là từ mười mấy triệu đó, unit đó, và ML. Bây giờ, Ian, you have that result so that I can see that what is your brief summary. Tất nhiên là trong cái đó đó, bây giờ tôi có đấy. Nói ra như cái người đầu tiên là tôi kêu UC 33, cái người bệnh nhân thứ 33. Cái ngày đầu tiên đó là 13 triệu unit. Tới 7 ngày sau, coi như chỉ còn 1 triệu 1 unit thôi. Đó. Cái vấn đề gọi như giảm được 91.54%. UC 36, 7.3 triệu. Ngày 7, tất nhiên là ngày sau ngày 7, tôi cho hai cái dose là chỉ còn xuống 50.000, 99.32%. Và tôi báo cho các biết, các bạn biết Hoàng Kiều ngon lành, và tôi cũng nhờ các bạn đó, cái chuyến này mình sẽ làm vinh dự, vinh quang rất là cho rạng danh của cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi đợi tới 10 cái test nữa, và chúng tôi cũng nói những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình đó. Bây giờ tôi nói về cái vấn đề tới tại để tôi khuyên lũ các bạn, mà cái bị quan trọng nhất là khi bạn có sốt. Cái sốt nó cao quá, các bạn đừng có lấy cái Tylenol mà uống, hoặc là lấy cái gì đó, lấy nước đá mà đắp cho nó xuống, cái đó rất nguy hiểm. Khi bị sốt như vậy, kêu điện thoại cho bác sĩ gia đình. Nếu có bác sĩ gia đình không có thì cứ 911 nhảy lên xe, kêu chữ lửa tới, nó chở đi bệnh viện. Đi vô bệnh viện, các bạn cứ giúp chúng tôi đi, nói giùm cho tôi chút xíu Unamin và cây dây, tôi muốn các ông chữa cho tôi. Mà các bạn nhớ nghe, giống như trường hợp Lý Tống nghe, cũng giống như trường hợp con của đây, như cái con bé mà bị leukemia đó nghe. Dạ, cũng được biết là Ông Hoàng Kiều, thưa ông là chúng tôi không còn nhiều thời giờ nữa. Bây giờ ông cho phép chúng tôi hỏi ông một vài cái vấn đề về cái Covid-19 này, thưa ông Hoàng Kiều. Thưa ông, đến bây giờ ông sử dụng cách gì để có thể ngăn cản lại cái vấn đề Covid-19? Bây giờ tôi đã nói rồi, thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng thôi chứ có cái gì đâu. Vâng. Thấy thực phẩm chức năng không? Tôi chữa tất cả, 600 người đều lành bệnh hết tất cả. Không còn cái gì nữa hết. Đó là tăng sức đề kháng của mình lên đó. Và không biết ông Hoàng Kiều sẽ tặng cho thành phố và người cư dân cao, những người mà phân lai đó, tại vì có nói chuyện là sẽ những cái mặt nạ đó để cho họ giúp, là họ có thể họ đi tiên phong, họ giúp được những người nào bị vấn đề coronavirus trong vấn đề thử nghiệm. Đó là chúng tôi được tin là ông Hoàng Kiều sẽ giúp đó. Vâng, bây giờ tôi trả lời về cái vấn đề mặt nạ cũng như về vấn đề những cái sử dụng những cái khác, chúng tôi đừng kế hoạch. Và chúng tôi ngày mai chúng tôi sẽ bàn, tôi không biết cái Seven Adventist Hospital dưới đó không. Chúng tôi sẽ bàn, ngày mai chúng tôi sẽ bàn cái Seven Hospital, Adventist Hospital ở Simi Valley, để chúng tôi chấp nhận tất cả các bạn nào, bất cứ người nào mà bị gọi như là cái Covid-19 này, chúng tôi sẽ miễn phí. Tôi thì, cái bệnh viện thì tất nhiên họ tính tiền rồi, nhưng mà về phần tôi hứa với các bạn là tôi chúc hết, tôi không lấy một đồng xu nào hết, giữ cho tới tận cùng. Dạ, và cái ngày đó là ngày vinh quang, và tôi cũng đã hứa rồi, bởi vì tôi muốn cảm ơn người Mỹ đã cho tôi tới đây để thực hiện cái giấc mơ. Cái giấc mơ đó của mình đã thành sự thật. Bây giờ mình trả ơn đất nước Mỹ. Tất cả những người trường hợp Covid-19 ở trên nước Mỹ, chúng tôi đều không lấy tiền. Thứ nhất. Thứ hai, còn đối với các quốc gia khác thì đương nhiên phải mua rồi.
Vâng. Như chuyện đó rồi. Một lần nữa xin đại diện cho đài SET được cảm ơn ông với những cái trao đổi của ông và những kinh nghiệm của ông về vấn đề mà gọi là thử, cũng giống như ông giúp cho cộng đồng tất cả những gì mà cộng đồng cần đến trong tương lai. Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị đã cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần và hy vọng qua cái buổi nói chuyện với ông Hoàng Biều, chúng ta có một ít kiến thức rõ ràng về tất cả những gì chúng ta cần phải đối diện với dịch viêm phổi trong tương lai. Xin thân ái gửi lời chào đến quý vị. Vâng, xin kính chào quý vị và xin chào ông Hoàng Kiều cũng như chào anh Đoàn. Rồi, chào anh, chào tất cả quý vị nhé. Yeah. Mình nhớ cái điều quan trọng là có sốt nhiều thì đi nhà thường gặp.